tôi mệt quá à. Trời ơi, có nhiêu đây mà học hoài không thuộc được luôn á, bực ghê á. Trời ơi, bây giờ người ta là người ta thích con gái là phải cố điển. Trời, mình theo phong cách này là y bài luôn. Ủa mà sao á, cái giờ cao su là không bao giờ bỏ được à, bực bội tối giờ hẹn người dạ, ta đâu. Dạ con tới rồi nè má ơi. Trời ơi má thông trời cảm giùm con á, trời mưa quá trời mưa má cũng phải vừa vừa thôi chứ con đang đi mà con ngứa lỗ tai không biết má đang chửi con rồi, má bớt cái miệng má lại đi. Làm gì mà giờ mới tối dữ vậy? Tối cái giờ hẹn người ta đâu, trớ đâu sao? Cái gì cũng phải bình tĩnh, có chị Cano đây, chị Cano giải quyết được chưa? Đâu, nhưng mà gì kia, bà đâu có gì trên đầu kia. Trời gớm quá, bà đổi gì trên đầu vậy? Cái mốt bây giờ là nó kêu kiểu mà xóm bà tám đó hay cột lên vậy cho nó kêu cô điếm vậy thôi. Bà gỡ thuốc cho tôi liền đi, quá gớm rồi. Bà đổi cái đó y chang như bà nội tôi nhà đang đổi cái khăn rằn vậy đó, gớm quá. Thời trang mà phan thời tiết. Dễ thương mà. Bà gỡ thuốc cho tôi lẹ lên. Đầu gỡ nè, nhưng mà người ta vẫn thích cái kiểu cổ điển. Cổ điển gì mà cổ điển? Cổ điển nó khác với sến súa hiểu không? Cái này là sến súa kiểu má ba má bảy thì má ơi. Đàn ông con trai bây giờ á, người ta thích mẫu con gái mà hiện đại sexy hiểu không? Bà bận cái gì mà nhìn chán muốn chết. Đưa cái mặt lại gần đây tôi làm cho xương xương chút xíu nè. Xương xương là giống bà hả? Xương xương là giống bà hả? Đâu có, tôi là make up trong mướt. Bà làm cái gì nó bớt xương được không? Không xương hả? Ừ. Khói nha. Ừ, nhẹ. Khói vô hình. Okay. Đó, khói 5 chiều. Đó, miếng lên nè. Đó. Nghe tôi chỉ nè, muốn có bầu không? Muốn. Biết sao không? Con trai bây giờ á, người ta không có thích mà con gái tôm tớp mà bà thì tôm tớp sợ đó hiểu không? Đâu. Phải hiền thục đoan trang công dung ngôn hạnh hiểu chưa? Biết đâu nói hoài. Đó. Vừa nói. Nói hoài mà cũng phải nói. Nghe dặn thêm nè, con trai bây giờ á nó rất là thích nghe ngọt, hiểu không? Có nghĩa là sao? Một dạ hai thương. Bà cái kiểu mà nói trọng ai mà ưa nổi bà không biết nữa. Ngọt ghê, tôi biết đâu mẹ nó hoài à. Cái nữa nó nghe nè. Bà nói cái giọng đó ai mà nghe mà hiểu hết cái câu của bà. Khó nghe quá hả? Khó nghe. Nghe hả? Nói chuyện chữ biết rồi để coi. Biết rồi, được đó, chưa? Đó, vậy được đó. Bà đưa cái mặt lại đây tôi đánh cho miếng màu mắt nữa. Đàn ông bây giờ á là họ không có thích cái kiểu mà con gái mà kiểu tí li mà tại lâm đâu hiểu không? Người ta thích là phải ngây thơ. Cho nên là chút nữa mà bà mà có gặp cái người mà coi mắt á, bà làm ơn bà diễn cái nét ngây thơ giùm tôi nếu chưa. Mà đó giờ tôi không biết cái kiểu con gái ngây thơ dịu dàng đâu. Thì bây giờ phải diễn. Ủa? Xem mắt chứ có phải là đi tuyển diễn viên chuyển giọng gì đâu mà diễn dữ vậy. Bây giờ bà muốn có bồ không? Muốn. Thì phải nghe lời tôi, mắc gì càm ràm. Thật mệt quá trời. Tôi mẹ tao kiếp trước tôi mắc nợ bà gì mà giờ tôi phải trả cho bà vậy, mệt quá. Bây giờ tôi giả bộ tôi đóng vai bà để tôi dịu dàng nít na bà. Ừ. Bà phải coi tôi diễn hay không. Bây giờ bà là người tới coi mắt, tôi là đóng vai bà nè. Ừ. Đó, dạ vô vai nè. Ừ, dạ. Chào anh. Em mong anh là coi cái nhà em cũng như nhà anh để có gì anh tự nhiên nha. Tại vì đây là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau thì anh tự nhiên thì anh với em mới có cơ hội mà tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ anh ơi, em mời anh ăn trái cây. Trái cây này á là của ba má em trồng dưới quê á, nó ngọt ngào như là tình cảm của em mình cho anh vậy đó. Dạ em mời anh ăn. Rồi mắc gì bà coi. Trời đất ơi trời, tôi đang chỉ cho bà bí quyết của trai. Rồi mai mốt bà có bồ bà có chồng rồi tôi có ăn được mấy miếng thịt rồi miếng bánh nào vậy bà, tôi cực khổ tôi chỉ bà vậy. Biết rồi, tại nhìn bà kỳ quá. Có mở bà quá. Chỉ bà không nghe cho bây giờ. Bà đóng vai là một người con gái ngoan hiền nết na đi. Tôi là cái người đến coi mắt bà nè. Ngoan hiền nết na không? Nhập vai 1, 2, 3, phun. Dìu dàng. Nhập vô. Tôi cũng nhập vô nè. Chào em. Dạ. Em chào anh. Dạ xin giới thiệu với anh, em là Hiền. Khoan đi. Bà tắm chưa? Bà kỳ gớm quá à. Ông này kỳ ghê luôn thì cũng phải như vậy đó. Lại. Không gái nào mà dẹo vậy hết trơn á, ghê quá. Rồi, làm lại nè, 1, 2, 3 nhập lại. Nhập. Rồi. Chào em. Chào anh. Em là Hiền Thục. Em là Hiền Thục. Rất vui được gặp anh. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Cho nên em hy vọng là anh hãy cứ xem đây là nhà của ba má anh để chúng ta có thể tự nhiên tìm hiểu nhau. Anh đã từng nghe ba má anh nói nhiều về em, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên diễn kiến. Quả thật
ba mẹ anh không hề nói quá về em. Có đó, ba mẹ anh nói quá đó Trương. Không có nói quá đâu. Sau hôm nay gặp em, anh mới biết em là một người phụ nữ hình mẫu của cuộc đời anh. Em có đầy đủ đức tính mà anh luôn ao ước. Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Đúng rồi đó, em rất là vui khi mà được ba mẹ anh nói tốt em như vậy á. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you too. Dễ thương quá à. Anh yêu em. I love you. I love you too. I love you. I love you too. Dễ thương quá à. Em dễ thương quá. Cảm ơn anh. Anh bình tĩnh, chuyện gì đang xảy ra đây? Anh bình tĩnh, tại sao lại lừa dối tôi như thế chứ? Anh bình tĩnh nghe. Thật chứ? Bây giờ anh nghe Hiền Thục nói chuyện trước đã. Rồi, anh bạn của em thôi chị, em thân thiết thôi, không có gì hết. Em nhờ bạn của em qua make up cho em. Dạ, đúng rồi, lần đầu tiên em hẹn hò. Tụi em chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè mà hôn tay nhau hả? Dạ không. Cái đó là diễn thôi. Dạ, đúng rồi. Nè. Nên là em rất là hồi hộp và... Tụi em make up cho nhau thôi. Quà anh tới tặng em đúng không? Cảm ơn anh nha, đây là lần đầu tiên anh tới nhà mà như vậy em ngại quá. Nói chung là chỉ là hiểu nhầm thôi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Sao anh tặng quà cho Hiền Thục? Thì ra mắt thì tặng quà cho tôi mà làm gì vậy? Mày bình tĩnh, thì hiểu lầm thôi. Ông ra mắt bà bữa nay hả? Anh ra mắt rồi. Ê, sao lại đi vậy? Bà bị khủng hả? Tự nhiên người ta ra mắt tôi mà bà quấn người ta là sao? Bà buồn rồi, mày giết ông chết đi. Mà khùng hả? Mà không muốn tôi có bồ phải không? Bà buông ra đi. Tại sao? Bây giờ bà yêu ai cũng được, chờ ông ra. Tại sao? Tại ông là bồ tôi đó. Anh xin lỗi em. Thật sự xảy ra chuyện ngày hôm nay là do bố mẹ anh ép buộc, chứ anh thật sự anh không hề muốn như vậy mà. Anh xin lỗi em. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh yêu ai? Em là do bố mẹ anh ép buộc á, cho nên anh mới phải tới đây. Chứ thật sự là anh chỉ yêu một mình em thôi. Thế không? Thật, anh thề mà. Bố không nghe nữa nha. Ừ. Không nghe lời bố mẹ nữa. Đưa tay cho anh nào. Anh xin lỗi nha. Trời ơi, tôi tưởng tôi là nữ chính ngôn tình, cuối cùng là nữ phụ ngang trái hả? Anh không có ý với người ta, tại sao người ta nhắn tin gọi điện với anh hoài vậy? Anh nói với em rồi thì gọi điện một chút xíu mới biết là người ta gọi lộn số. Vậy sao còn nhắn tin? Thì bà gọi lộn mới nhắn tin mới xin lỗi. Vậy sao còn tặng quà? Cái nữa mệt quá, cái chuyện quà cáp là không phải quà của anh, quà của công ty anh chỉ nhận giùm thôi. Nhưng mà em cũng thấy là anh giấu giếm em cái chuyện gì đó. Anh dạo này khác lắm, đi sớm về khuya, còn xài nước hoa nữa. Trời đất ơi, em nói em phải suy nghĩ cho anh khác cái gì. Còn cái chuyện dầu thơm là sao? Dầu thơm là em tặng anh mà. Thì anh xịt là chuyện bình thường thôi, chứ không xịt thì để dành xịt gì, xịt bông trong nhà hả? Nói cái gì em phải có lý do. Còn cái chuyện mà đi sớm về muộn, tại sao anh lại đi sớm về muộn? Em phải suy nghĩ, tại sao em không nghĩ đến lúc đó là kẹt xe. Ngoài cái chuyện đó ra anh còn nhận thêm những dự án mới của công ty anh nữa. Dự án, công việc. Anh lúc nào cũng công việc hết trơn, không quan tâm gì tới em hết á. Anh đi theo công việc của anh luôn đi, đừng có về nhà này nữa. Bây giờ em bình tĩnh lại đi, chừng nào bình tĩnh đi rồi nói chuyện. Ý anh là sao? Anh không muốn nói chuyện với em nữa hả? Không. Hay là bây giờ anh muốn ly dị, anh kiếm cớ
làm cho em tổn thương. Anh càng ngày càng quá đáng lắm luôn á, biết không? Xưa anh thề non hàng biển, bây giờ anh thay đổi vậy là sao? Thay đổi cái gì? Cái lời thề non mà nó non thì nó muốn mất, lúc nào nó mất. Làm sao mà anh biết được cái chuyện đó? Em cứ vậy hoài à, có cái gì thì cứ nói đi. Mộng Thắm, Mộng Thắm nào? Dạ dạ, ra liền. Trời ơi, gì kêu bài hái vậy chị? Bị dọn đồ hết mua ba đi chị đi. Chị ra khỏi nhà này. Ủa, đi du lịch hả chị? Du lịch cái gì? Chị bỏ nhà đi đó. Ngơ ngác cái gì, đi bụi đó. Đi bụi. Thôi em thấy chưa, anh không còn thương gì nữa. Chị ở đây làm gì? Đúng rồi chị, một khi mà đàn ông không thương mình nữa, mình đi đi. Đi đi chị. Đi 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 đi. Đi đi đi, cháu sợ đi. Đi đi. Rồi bị đi luôn. Đi luôn. Em giỡn chơi hả? Gia đình đang căng thẳng mà. Ai biết thấy căng quá tưởng để cho nó vui. Không cần vui cái điều đó. Em xuất hiện là đã vui rồi. Cái chuyện gia đình người ta tự tính được. Em làm ơn làm phước không cần phải đi đâu. Ở đây đi, tôi đi. Ê khoan khoan, sao anh ơi. Ủa chị kêu đi rồi giờ anh đòi đi nữa, cuối cùng ai đi để em biết em đi luôn. Đi luôn ai canh nhà hả? Bán hả? Nhà luôn. Bạc bán là cái gì? Số hộ khẩu của tôi mà, chị được quyền sử dụng mà. Ở đó đi, tôi đi. Anh... Cửa ngoài. Trời, ở tường hả? Đi vô dọn đồ đã. Ờ anh. Ôi, chị có cần dọn quần áo cho chị luôn không? Alo mẹ hả? Dạ, mẹ đừng có lo nha, con rể của mẹ ngoan lắm. Con điều tra rồi, anh không có bồ nhí hay lăng nhăng gì hết á. Dạ, anh đang ở kế bên nhà em trai của ảnh. Thôi, cho ảnh về chi. Con phải cho ảnh ở bên đó mấy ngày, để coi á, không có vợ chăm sóc á, thì ảnh sống làm sao. Dạ, mẹ yên tâm nha mẹ. Dạ. Chị ơi, cái gì vậy? Có hai tin rất hot. Hot lắm chị ơi. Chị muốn nghe tin nào? Cái tin đầu tiên đi. Trời ơi, tin đầu tiên hot ơi là hot luôn. Mà sao? Hồi sáng mới đọc báo. Trời ơi, người ta nói sa mạc đang nóng lắm, sa mạc đang nóng lắm. Trời ơi, trời ơi. Mày chưa điên hả? Chưa hết, còn một tin thứ hai nóng hơn nữa. Chồng chị sao? Mới trúng số. Cái gì? Chồng chị trúng số? Đúng rồi. Em xuống dưới đường đi chợ, thấy anh đứng ngoài tiệm vé số á. Anh đổi vé số chị ơi. Ủa anh đổi vé số, anh lấy tiền. Ừ. Có nghĩa là anh đang có tiền. Đúng rồi. Có tiền của anh, lấy tiền của chị. Chị bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. Khi nào chị cầm tiền trong tay mới là tiền của chị, hiểu không? Bây giờ anh cầm tiền là anh đi. Anh đi, coi chừng anh đi theo gái chị ơi. Đi kiếm anh đi. Vậy là chị phải đi kiếm anh liền. Kiếm anh đi chị. Khác có gì nữa. Ôi, nhưng mà đi kiếm anh mất mặt lắm. Trời ơi, đi kiếm chồng chứ không phải đi kiếm trai mà mất mặt. Đi đi. Tại vì chị đang giả bộ giận ảnh, bây giờ đi kiếm ảnh. Thôi, sao sao? Thì coi như có cơ hội làm quê, hiểu không? Trời ơi, đi đi. Chị muốn mất chồng không? Nhưng mà... Nhưng vậy cái gì nữa? Trời ơi, thiệt á. Nè, mấy chị nghe nha. Thí dụ, chị có một cục tiền trong tay, đúng không? Chị muốn mua sắm thoải mái luôn. Chị muốn mua cái gì chị mua. Chị muốn sắm cái gì chị sắm. Sắm vàng nè, đi du lịch nè, đi sửa sắc đẹp. Đi kéo chị Hoài lên xíu, căng mặt nè, nhấn mí mắt, sửa mũi nè, chích bơm môi, làm ngực luôn đó, hút mỡ, làm hết em. Nè, hết chưa? Trước kia mà chị sửa cái mặt của chị á, em sửa cái nớt của em trước đi. Có chứ, có đi hỏi rồi. Có đi hỏi 2-3 tiệm thẩm mỹ rồi, không có chỗ nào sửa cái nớt đó. Có là cũng đi rồi. Bỏ chị nết na qua bên đi, bây giờ đi kiếm chồng chị nhanh lên. Đúng rồi, nhanh lên. Cố lên nha chị. Trúng kế của chị rồi. Trời ơi, cái ghế này mà đụng vô sao nó lạ quá. Lâu quá không về nhà, ngại quá. Đồ ăn của nhà mình không dám bóc luôn. Chồng yêu ơi, mấy nay vợ chồng mình xa cách nhớ nhung quá nhiều. Em làm nước tăng lực cho chồng uống để thêm sức. Đã xa cách rồi uống tăng lực vô cho có sức chạy thêm hả? Thôi, chồng đừng có giận em nữa mà. Đáng lẽ em mới là người phải giận nè. Chồng đàn ông con trai mà sao cứ giận em hoài à? Đã vậy bữa nay còn là mùng 8 tháng 3 nữa. Em còn biết nói nữa hả? Bình thường em giận anh có một tuần lễ à? Sao hôm nay em giận anh ngay có một ngày lễ vậy? Thôi mà,
Tại vì á, em nhận ra là vợ chồng mình nó phải tin tưởng nhau. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em hết á, cho nên em không có nghi ngờ chồng nữa đâu. Trời ơi, thì đó anh đã nói với em rồi, hiểu không? Có cái chuyện gì mai mốt em nói từ từ em chia sẻ cho anh biết. Có gì đâu mà cứ đùng đùng nổi giận lên hoài à. Vậy là chồng hết giận em rồi hả? Chồng có biết làm sao không? Từ khi mà chồng ra khỏi nhà là em ăn không ngon, ngủ không yên, cứ suốt ngày suy nghĩ. Không biết chồng ở ngoài đường sống làm sao. Trời ơi, yên tâm đi. Anh ra ngoài đường anh sống là có người lo, có người mua đồ ăn cho hết rồi. Ai lo cho anh? Thẩm đó. Mà còn anh đó, từ nay về sau anh đừng bỏ nhà đi nữa nghe chưa? Em biết nói anh em cũng vậy á. Từ đây về sau em đừng có hở đụng chuyện gì chút xíu rồi cứ đùng giận. Vợ biết rồi nè. Vậy là vợ chồng mình về nha. Từ nay về sau là không có giấu nhau chuyện gì nữa đúng không? Biết rồi. Thiệt không? Thiệt, bóc miếng thanh long ăn coi. Dạ. Rồi. Chồng về trúng số hả? Thì đã nói là không có giấu nhau gì hết nữa mà. Bây giờ chồng đưa hết tiền đây vợ giữ cho. Vợ chồng mình là một mà đúng không? Tiền của anh cũng là tiền của em. Quên. Hai vợ chồng mà tiền mà là một mà đúng không? Đúng rồi. Là một nên mỗi đứa một tờ. Dạ. Hiểu không? Hai này chung là một. Giờ mỗi đứa một tờ. Trúng có nhiêu đây vậy? Trúng gì? Trúng số đó, sao có nhiêu đây? Trúng gì? Không ấy. Thôi nha, chồng đừng có giấu em nha. Chị nói chồng nghe nè, dù bây giờ mà chồng có trúng số hay không trúng số hay chăng nữa thì hai vợ chồng mình vẫn mãi mãi hạnh phúc bên nhau, không bao giờ xa cách. Cho nên chồng đừng giấu em nữa mà. Ý là anh không có cố tình anh giấu em đâu. Đó thì chứ em biết mà, em biết là chồng không có giấu em đâu. Nhưng mà trúng cái gì? Thì trúng số. Đúng ấy. Anh không có giỡn với em, anh đâu có trúng cái gì đâu, em nói gì vậy? Con Thắm nó nói là trúng số mà. Thôi bây giờ thôi để anh nói thiệt cho em nghe. Cái này giống như là anh với con Thắm bày ra để cho em với anh huề với nhau thôi. Trời, nói vậy là anh với con Thắm lập kế hoạch để lừa em hả? Anh có tin là em đuổi hai người luôn không? Tin chứ.